Hello, xin chào tất cả các bạn thân mến, và đây là kênh của Minh Kính Cẩn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách mà chúng ta có thể download Overwatch về và chơi free trong vòng 1 tháng. Nhưng mà các bạn phải bắt buộc chơi ở server Trung Quốc. Ok nha các bạn. Và hôm nay thì clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chơi ở server Trung Quốc free 1 tháng 5, free toàn bộ trong tháng 5. Ok. Thì đầu tiên các bạn phải vào Battle.net. Battle.net. Nhưng mà các bạn không được vào Battle.net bình thường mà các bạn phải vào Battle.net. Bình thường thì Battle.net của nó chỉ là battlenet.com. Cho nên là Battle.net của Trung Quốc thì các bạn phải thêm chữ .cn nữa nha các bạn. Thì các bạn mới vô được cái Battle.net của Trung Quốc. Thì Battle.net Trung Quốc thì CN có nghĩa là Chinese đó. China đó. Ok. Thì sau khi mà bấm battlenet.com.cn rồi thì các bạn bấm vào cái chỗ mà cái chữ mà xanh xanh này cho mình, chữ xanh dương. Ok, thì ở đây là chúng ta sẽ tiến hành đăng ký tài khoản của Battle.net Trung Quốc. Thì ở đây thứ tự của nó mình sẽ nói cho các bạn như sau. Thì cái dòng đầu tiên thì các bạn phải nhập chứng minh nhân dân của người Trung Quốc vào. Thì để nhập tìm chứng minh nhân dân thì rất là dễ. Các bạn cứ Google, các bạn gọi là chứng minh Trung Quốc, chứng minh nhân dân Trung Quốc. Đây, chứng minh nhân dân Trung Quốc. Rồi thì các bạn có thể có rất là nhiều cái kết quả để cho các bạn tìm kiếm. Các bạn sẽ click vào và ở đây sẽ có một đống kết quả. Các bạn muốn copy cái nào cũng được ha. Rồi mình sẽ copy cái đầu tiên này. Rồi các bạn paste vào đây. Rồi cái dòng thứ hai á thì nó sẽ là tên của bạn. Thì ví dụ như các bạn tên gì các bạn gõ vào tên đó. Như là mình sẽ gõ tên vào đó. Còn cái dòng thứ ba này là cái gì? Thứ ba này tức là các bạn sẽ nhập Gmail. Gmail của các bạn ha. Các bạn mình sẽ ví dụ như các bạn là mình sẽ sử dụng cái Gmail mình 1706. Và cái Gmail thứ tư cũng là nhập lại Gmail, tức là các bạn sẽ nhập lại y chang ha. Còn cái dòng thứ năm này là mật khẩu của game. Thì cái mật khẩu này á, đòi hỏi các bạn phải có một cái chữ in hoa đầu tiên ha. Rồi những cái ký tự phía sau và kèm thêm một cái số nữa đó. Và đặc biệt á, là các bạn một cái dòng cuối là cái gì mình cũng chả biết. Hình như là nó đòi một cái ký tự đặc biệt để mình thử xem. Móc 12. Ủa cái dòng cuối cùng là cái gì vậy ta? Để mình xem coi. Ok, vậy chúng ta đã có thể nhập xong mật khẩu. Tức là các bạn, nó sẽ yêu cầu các bạn là nhập vào, các bạn sẽ có một cái ký tự in hoa và những cái ký tự đặc biệt phía sau, những cái ký tự phía sau. Và các bạn nhớ nhập thêm số nữa nha các bạn. Nhớ là phải có số, các bạn hiểu không? Nhớ là phải có số. Rồi, cái dòng kế cuối này là cái gọi là cái câu hỏi. Các bạn cứ chọn câu hỏi nào cũng được. Rồi, các bạn nhập tiếp theo là cái dòng tiếp theo là các bạn chọn cái câu trả lời. Thì câu trả lời thì các bạn nhập cái gì cũng được hết á. Còn cái này thì nó bắt các bạn gõ captcha thôi. Thì các bạn gõ lại của nó là được. M-O-R-Z-D-U-V-V. Ok, O-V-W vậy ta. Hình như là W thì sao á. Ok rồi, thì sau khi các bạn nhập xong, các bạn check vào đây. Rồi các bạn bấm cái mục ở trên cùng này cho mình là nó sẽ hoàn thành đăng ký. Rồi, hình như là mình gõ captcha lên đường rồi hay sao đó. Để mình nhập lại mật khẩu coi. Nó vẫn có cái cuối cùng này, mình không hiểu là cái gì nè. Mình không hiểu cái... Nó kêu là chúng ta sẽ có nhập vào là từ 8 tới 16 ký tự. Ok, rồi. Các bạn cứ nhập thoải mái đi, nhớ là phải có chữ in hoa là được. Rồi, bây giờ là sẽ nhập captcha. Mình sẽ lựa cái captcha nào nó dễ dễ nhìn tí ha. Captcha này nó cũng hack não lắm. I, T, O đúng không? O, K, K, I, C. Rồi, check vào. Rồi bấm đăng ký. Rồi thì sau khi các bạn đăng ký thành công rồi, các bạn bấm vào cái chỗ màu xanh này cho mình à, xanh xanh này nè ha. Rồi bấm vào thì nó sẽ lập tức nó sẽ tự động download cái Battle.net của Trung Quốc về cho các bạn đó. Các bạn sẽ chờ đi, tức là khi mà các bạn đăng ký thành công thì nó sẽ cho các bạn cái đường link để download Battle.net Trung Quốc luôn. Rồi bấm vào Battle.net Trung Quốc. Ok không? Battle.net Trung Quốc. Rồi khi các bạn bấm vào thì nó sẽ tiến hành cài đặt ha. Nó sẽ tiến hành cài đặt Battle.net Trung Quốc cho các bạn. Cái Battle.net này của mình nó đang xài ở đây là Battle.net của chính hãng nha. Battle.net của gọi là châu Âu luôn đó. Đó, mà các bạn muốn chơi cái free của Trung Quốc thì các bạn phải download Battle.net của Trung Quốc, chứ các bạn không có sử dụng cái Battle.net cũ được ha. Phải download riêng một cái. Ok rồi, các bạn chờ một tí
nó sẽ tiến hành gọi là nó cài đặt bla bla. Thì cái này cài đặt thì chắc bạn nào cũng biết, nhưng mà các bạn tránh cài đặt vào cái chung thư mục với cái Battle.net cũ nha. Các bạn nên cài đặt nó ở một cái thư mục khác để chúng ta quản lý cho nó dễ. Các bạn muốn xóa thì nó cũng không có ảnh hưởng tới cái Battle.net cũ ha. Rồi rồi đó. Ở cái này thì tại vì mình đã có cài Battle.net cũ rồi, cho nên là hình như là nó không có cho mình gọi là cái download Battle.net mới nữa. Cho nên là có thể là nó dùng chung nhưng mà nó sử dụng khác ngôn ngữ thôi ha. Thì để các bạn chơi được cái Overwatch Trung Quốc á, thì các bạn sau khi cài đặt Battle.net xong thì các bạn chạy Battle.net một cái. Thì ở đây là các bạn đừng có quan tâm, tại cái này là cái Blinza này là cái Blinza cũ của mình ha. Bây giờ mình sẽ ví dụ như lúc mà mình vừa cài Battle.net Trung Quốc xong đó. Thì khi mà vừa cài Battle.net Trung Quốc xong thì nó, các bạn bấm vào chạy nó sẽ ra như thế này. Và điều quan trọng là các bạn phải bấm vào cái quả cầu này, các bạn chuyển xuống cái mục China. Nhớ nha các bạn, phải chuyển xuống mục China nha các bạn. Rồi, sau đó các bạn nhập cái mật khẩu mình vừa đăng ký hồi nãy đó vô. Ok, thì sau các bạn nhập xong thì nó sẽ yêu cầu các bạn là gõ tên nhân vật của mình. Thì ở đây các bạn có thể gõ nhân vật gì cũng được, nhưng mà nó chỉ cho chúng ta 8 ký tự thôi ha. Còn cái dòng này là nó sẽ tự động tạo cho các bạn một cái tên nào đó mặc định, một cái tên nào đó của Trung Quốc mà mình không hiểu. Nên nó sẽ tự tạo tên cho bạn, các bạn không cần phải nhập tên của mình vô ha. Thì sau khi các bạn nhập xong rồi á, thì các bạn bấm cái dòng màu xanh này cho mình. Đó. Một cái gì vậy? Cái gì đây? Mình sẽ hồi mình nhập tên mình vô luôn cho rồi. Bấm vào dòng màu xanh. Cái tên nó tự tạo mà nó tạo còn lỗi nữa, thôi mình thua. Đó. Rồi sau khi các bạn tạo xong rồi á, thì các bạn sẽ có một đống game bên đây. Thì cái đống game bên đây thì các bạn không cần quan tâm tới, các bạn chỉ quan tâm tới Overwatch thôi. Đó. Thì các bạn bấm vào Overwatch, rồi các bạn bấm vào download, rồi các bạn play ha. Thì ở đây mình đã có Overwatch sẵn cho nên nó không có hiện chữ download. Còn các bạn nào mà chưa có thì nó sẽ hiện chữ download ở đây. Và khi các bạn bấm vào download thì nó sẽ yêu cầu các bạn dẫn đường dẫn, các bạn muốn cài game tới đâu đó. Thì các bạn sẽ dẫn đường dẫn tới đó, rồi các bạn bấm next này nọ, rồi nó sẽ hiện, nó sẽ download xong, rồi các bạn sẽ bấm play và chơi bình thường. Và chơi trong vòng 1 tháng, hình như là cuối tháng 5 này là nó sẽ hết. Đó, thì đó là toàn bộ cái cách mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà chơi Overwatch free trong vòng 1 tháng này. Tại vì Blinza đang có sự kiện free mà. Đó, thì các bạn có thể chơi thoải mái ha. Ok, có hy vọng là clip của mình sẽ giúp đỡ cho các bạn làm được và chơi được free trong vòng 1 tháng. Nếu thích đừng quên cho mình một like, subscribe cũng như chia sẻ clip này đến với bạn bè của mình để họ có thể cùng chơi Overwatch với mình. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip tiếp theo. Bye bye.